Buổi sáng hôm nay thì mình chia sẻ với anh em các bạn ha. Thì cái con hút cô trước màn hình các bạn thấy á, tức là cái con chim hút cô truyền khi mà mình bắt nó còn dẫn truyền đó các bạn. Nó theo chim bố của nó, và bố nó dẫn theo nó đi kiếm ăn. Khi mà nó đẻ hai con á, thì con chim mẹ dẫn một con chim mái ha. Còn đối với con chim cha thì dẫn một cái con chim trống. Khi mà mình dùng cái bẫy lụp của mình bẫy cái con chim như vậy đó, thì muốn bẫy con chim trống thì mình cần chuẩn bị cái con chim trống để mà mình bẫy được cái con chim trống ha. Thì cái quá trình mình bẫy đó các bạn, thì cái con chim chim truyền này nó theo cha của nó, là cái bộ áo của nó các bạn đều toàn là màu xanh. Thì quá trình khi mà mình bẫy được cái mình đem về mình nuôi, và trong vòng 6 tháng rưỡi thì nó vẫn cũng chưa chỗ các bạn. Thì đến cái mùa thay cái áo mới, thay đổi lông mới đó các bạn, thì nó chuyển qua cái màu như thế này. Thì đối với những cái con chim mà nó chịu mồi á, chịu mồi đây không phải là mình cho nó ăn kiêng ăn kem, mà mình nó chịu mồi là nó thích nghi được cái môi trường nuôi lồng của mình, cho nên nó chịu mồi thì nó sẽ có những cái hiện tượng chỗ rất là đều. Đối với những cái con chim chổi loại đều ha. Thì con này là mình nuôi truyền xanh đó các bạn. Thì khi mà nó chỗ như vậy đó thì nó là đạt cái hiệu quả các bạn, nó không có bị về vấn đề đổi màu mà bị đột tử các bạn. Thường chim này nó có cái trứng đột tử ha. Thì đối với cám thức ăn của mình làm chuyên dụng cho nó thì nó sẽ chịu mồi, nó sẽ ra cái màu như thế này. Thì các bạn biết sao, cái quá trình của nó thay đổi cái áo mới á, thì những cái áo của nó, tơ áo của nó ha, thì nó dính đầy lồng. Nhưng mà mình để như vậy cho nó quá trình nó thay đổi cho nó nhanh ha, chứ không phải là mình không vệ sinh ha. Còn các bạn thấy ở trên cái màn hình ở trên, có một con ở trên đó. Con đó là mình chim bổi các bạn. Chim bổi ha, bổi nuôi lên. Mà con đó hôm nay là mình nuôi được chạy như là 4 năm rồi các bạn. Thì quá trình mình nuôi như vậy đó, thì cái thức ăn của mình nó chuyên dụng cho nó. Thì cái cám các bạn, cám, anh em thường gọi là cái bột ha, thường gọi là cám, mình thì gọi là cám bột cho nó dễ hiểu hơn. Thì nó được khoảng 4 năm. Thì quá trình nuôi như vậy đó, thì từ con chim bổi mà mình nuôi 4 năm đến 5 năm hoặc 6 năm, thì quá trình 1 đến 2 năm thì nó sẽ chuyển qua cái màu trắng là cái màu bạc đó các bạn, bạn thường gọi là màu bạc ha. Thì nó sẽ bạc màu và nó dẫn đến nó bị đột tử và nó không sống ha, không sống nữa. Thì cho nên anh em làm cái phương thức cám cũng phải là chuyên dụng, dùng cho chim nó mới sống được thọ hơn và nó không bị phai màu, bạc màu ha. Thì đối với cái con chim truyền khi mà mình bẫy màu xanh, thì quá trình mình nuôi khoảng 8 tháng thì nó chịu mồi các bạn. Thì nó chịu mồi nó chỗ hai lần các bạn. Khi lần đầu nó chỗ là ra một cái khoảng đuôi nó có lưa thưa vài cái sợi màu đen. Thì quá trình nó khoảng vừa đen xong là đủ cái phần đuôi, thì nó chuyển qua cái quá trình thai nữa các bạn, nó thai tiếp nữa các bạn.
thì quá trình nó thai tiếp nữa, thì nó thai chưa, nó thai vừa xong thì nó thai tiếp nữa và nó bỏ luôn cái phần đuôi nó vừa thai xong ha, thì nó trổ ra cái phần đuôi màu toàn đen. Thì quá trình 8 tháng mình nuôi với cái con hít cô này, nó sử dụng cái nguồn thức ăn chuyên dụng thì nó sẽ ra cái màu sắc nó như vậy, là nó rất là thích hợp, phù hợp với cái môi trường nuôi lồng của mình. Còn đối với những cái con nào nó không chịu mồi thì quá trình nó trổ nó thay đổi cái bộ áo mới của nó thì khoảng 2 năm hả các bạn, nó không chịu mồi thì khoảng 2 năm. Đối với những cái con chim mà có đặc tính đặc thù nó bệnh đó các bạn, thì nó sẽ không trổ được ha. Không trổ được thì các bạn nên có quá trình các bạn phóng sinh nó đi, các bạn thả về tự nhiên ha, để cho nó thay đổi cái bộ lông mới cho nó hoàn thiện hơn, cho nó khá là nhanh thì nó không chịu cái môi trường nuôi lồng của mình. Thì cái thứ hai là anh em thấy cái con chuồng tại sao nó lại không dạng mà nó nhảy liên tục khi mà mình treo thấp như vậy, tầm trước ngực của mình ha. Thì đặc tính của cái con này nó phải nhảy linh hoạt, thao tác linh động nó mới sống được thọ ha, tức là nó sống được lâu hơn. Còn các bạn mà thấy nó nhảy mà nó nhảy qua nhảy lại mà nó không nhảy mà nó đứng một chỗ á, thì cái khả năng của nó mất cân bằng có thể dẫn đến con chim đột tử ha. Thì đó là một số cái câu chuyện của mình chia sẻ hôm nay đối với cái con vàng nghệ, cũng là cái chủ đề chính của mình đối với con vàng nghệ chim hít cô. Khi mà nó chịu mồi nó sẽ chỗ đẹp và những cái bộ áo bộ lông của nó được vàng tươi và nó không có bị vấn đề về cái độc tử ha. Thì cám thức ăn chuyên dụng dùng cho nó thì các bạn cũng biết rồi, thì mình cũng đã chia sẻ những cái video trước rồi ha. Thì hôm nay thì chia sẻ thao tác cho anh em biết được cái nguồn thức ăn đối với con hít cô này, nó chuyên dụng thì nó sẽ phù hợp hơn và nó chỗ và nó giữ màu sắc đẹp hơn. Thì cảm ơn mọi người đã nghe những cái ý kiến của mình chia sẻ trên diễn đàn. Mình chúc mọi người xem video được biết thêm những cái thông tin về cái điều kiện nuôi chim của mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị nào chưa bấm đăng ký hãy bấm vào đăng ký, nhấn chuông để những lần mình đăng video lên, mình post video lên đó, các bạn kịp thời theo dõi ha. Mình chúc mọi người dồi dào sức khỏe và hạnh phúc ha.